OK, xin chào các bạn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái vân tay cho cái ổ khóa vân tay thông minh của Xiaomi Zilog này. Thì đầu tiên, khi mà nhận ổ khóa, chúng ta sẽ có những cái linh kiện như thế này. Đây là băng keo 3M dùng cho chúng ta để khi mà chúng ta lắp đặt cái ổ khóa này vào tủ. Nếu chúng ta sử thích thì sử dụng băng keo, không thì chúng ta có thể sử dụng keo hoặc chúng ta có thể sử dụng ốc vít để gắn ổ khóa vào trong tủ, rất là đơn giản. Tất cả ở trong bên mình đã đều có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để các bạn có thể lắp đặt cho nó dễ dàng nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập cái vân tay. Đầu tiên, khi chúng ta nhận ổ khóa thì chúng ta phải thiết lập vân tay trước, sau đó chúng ta mới cứ lắp đặt ổ khóa này vào bên trong cái tủ của mình. Thì chúng ta sẽ có một cái khay chọc sim này và chúng ta sẽ mở cái nắp của cái ổ khóa này ra. Các bạn, đầu tiên nó sẽ nằm như này nha các bạn. Thì chúng ta sẽ mở cái nắp này ra và chúng ta để ý cho mình này, nó sẽ có một cái lỗ nhỏ ở phía sau đây nha. Thì chúng ta sẽ chọc vào bên trong đấy. Đầu tiên nó ở trạng thái mặc định ban đầu thì tất cả các ngón tay của mình đều có thể mở được đều có thể mở khóa được khi chúng ta chưa chưa thiết lập các cái vân tay cho ổ khóa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chọn ngón tay chủ là người sở hữu cái ổ khóa này. Người sở hữu đầu tiên là người chủ của ổ khóa. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái vân tay cho người chủ đó. Chúng ta sẽ nhấn vào đây một lần nha, dùng cái khay chọc sim nhấn vào một lần. Thì cái đèn nó sẽ sáng trắng nhấp nháy liên tục như này. Thì chúng ta nhấp ngón tay vào. Đó, khi nào mà cái đèn sáng trắng nhấp nháy này, chúng ta sẽ cài đặt liên tục như này. Cho tới khi đèn nó báo hiệu màu cam nha các bạn. Nhấp liên tục nha. 8 lần, màu đỏ là không được rồi. Đó, màu đỏ là chứng tỏ vân tay là không nhận diện. Đó, khi nào mà cái đèn màu cam được như thế này, nó nổi lên là chúng ta đã cài đặt xong ngón tay chủ lần đầu tiên cho ổ khóa. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn, nếu chúng ta muốn thiết lập những cái vân tay phụ, ví dụ như là chúng ta muốn đưa cho một người khác quản lý cái tủ này, hoặc là chúng ta quản lý các ngón tay khác. Với cái ổ khóa này chúng ta có thể thiết lập lên đến 16 vân tay khác nhau nha các bạn. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhấn vào đây một lần nữa. Khi mình nhấn vào thì đèn nó sẽ nhấp nháy này. Mình sẽ phải mở cái ổ khóa bằng ngón tay chủ trước, ngón tay chủ là người sở hữu đầu của ổ khóa này. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập cái vân tay cho người vân tay thứ hai. Đó. Các bạn thấy không? Cho tới khi nào mà nó nhấp nháy. Đó. Nó nhấp nháy như này là một lần nha, nhấp nháy nhanh các bạn. À. Rồi, đèn màu cam rồi, là đã xong. Vậy là chúng ta đã thiết lập được cái ngón tay này rồi. Là ngón tay phụ, và đây là ngón tay chủ nha các bạn. Lần đầu tiên là ngón tay chủ, ngón tay đầu tiên chúng ta thiết lập vân tay là ngón tay chủ. Rất là quan trọng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ tự động khóa lại sau khoảng 3 đến 4 giây. Ngón tay này cũng mở được. Đó. Nhưng mà ngón tay này của mình thì sẽ không mở được, ngón tay cái này. Đó, sẽ không mở được. Đèn nó sẽ báo đỏ lên. Đây là cách mà chúng ta thiết lập các vân tay cho ổ khóa. Vậy thì cách xóa hết tất cả các loại vân tay cho ổ khóa bằng cách nào? Thì mình sẽ chọc vào đây, mình giữ. Giữ thì cho đèn nó sẽ báo màu đỏ luôn nhé các bạn. Đèn báo màu đỏ. Và chúng ta sẽ ngón tay chủ của chúng ta lúc này đèn báo đỏ, ngón tay chủ của chúng ta sẽ mở khóa thì lúc đấy tất cả các cài đặt vân tay trước đây của chúng ta, kể cả ngón tay chủ đều đã bị xóa nha các bạn nhé. Lúc đèn đang sáng màu đỏ đó. Nó đèn nó sẽ nháy màu trắng này, nhấp nháy liên tục đó. Như vậy là chúng ta đã xóa hết các vân tay trên cái ổ khóa này rồi. Đây. Bây giờ ngón này của mình cũng có thể mở được cái ổ khóa. Đó, thấy không? Ngón này của mình cũng có thể mở được ổ khóa. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thiết lập các cái ngón vân tay chủ và hoặc là vân tay phụ cho ổ khóa nha các bạn. Còn về cách cài đặt thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Thường thì chúng ta sẽ lắp như thế này. Ổ khóa nó như thế này. Nằm ở vị trí như thế này. Nhưng khi mà chúng ta thấy cái dây rô băng này nó hơi bị dài
thì chúng ta sẽ rút cái đầu dây ruban này ra nha. Đừng rút đầu phía bên này mà rút đầu này nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ luồn qua khe tủ, sau đó chúng ta tiếp tục gắn vào lại như cũ, gắn nó vào lại thôi. Các bạn lưu ý giúp mình phần này nhé. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt vân tay và cũng như là cách sử dụng cái ổ khóa Xiaomi Zlock ZGN-S06 USB này rồi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ hotline bên phía góc phải màn hình nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.